xin chào cả nhà đến với chuyện nước mỹ của tý à, tin tức ukraine chiều hôm nay thì cũng có khá là nhiều tin quan trọng nhưng uh, <laughs> tý lật lại hồ sơ để uh, tâm sự cho cả nhà biết về cách lập trường của đảng cộng sản mỹ đối với cuộc chiến uh, của nga ở ukraine à, quả thật là ngày hôm nay uh, cũng khá là trễ khi mà lật lại hồ sơ này thì uh, chúng ta cũng biết là tại mỹ họ cũng có tồn tại một cái đảng gọi là đảng cộng sản của mỹ À, được viết tắt là cp usa à, à, có nghĩa là communist party usa à, vào cái thời điểm khi cuộc chiến nga ukraine bắt đầu thì có nhiều câu hỏi về quan điểm của đảng cộng sản mỹ à, đối với cuộc chiến ukraine thì à, tý đã thu thập được các tuyên bố chính thức của ban lãnh đạo đảng à, cộng sản ở mỹ đầu tiên là tuyên bố được trích từ báo cáo của joe sims cho ủy ban quốc gia vào ngày 3 tháng 3, à, câu thứ hai được trích từ tuyên bố đầu tiên của à, à, MB vào ngày 25 tháng 2 năm 2022. Đảng của chúng tôi không ủng hộ việc lật đổ chính phủ ở Nga hoặc bất kỳ quốc gia nào khác. Chúng tôi đoàn kết với những người lao động và các dân tộc đấu tranh cho hòa bình ở Nga, Ukraine trên toàn thế giới. Chúng tôi khẳng định Ưu tiên của chúng tôi là tập trung vào việc thay đổi chính trị ở Hoa Kỳ. Vào ngày 3 tháng 3, họ đã phát biểu như sau: Cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine đã sai và vi phạm luật pháp quốc tế, theo lời của hội đồng quốc gia của Đảng Cộng sản Mỹ. Chiến tranh giữa các bang không chiến tranh giữa các quốc gia không bao giờ là một giải pháp có thể chấp nhận được và phải bị từ chối bằng những điều khoản mạnh mẽ nhất giai cấp công nhân của cả hai nước xứng đáng được ủng hộ và đoàn kết cũng như các phong trào hòa bình đang phát triển ở đó gần đây một triệu người đã ký vào bản kiến nghị đòi hòa bình ở nga điều ấy thật khổng lồ nhưng hãy nhìn xem hãy nói thẳng các ưu tiên của chúng ta nhiệm vụ chính của chúng ta là làm việc để phát triển phong trào hòa bình và thay đổi chính sách của chính quyền biden đó là cách tốt nhất và là cách duy nhất để hỗ trợ người lao động của nga và ukraine không thể bỏ qua bối cảnh à, không thể bỏ qua bối cảnh được đặt ra bởi à, vai trò của chủ nghĩa đế quốc đế quốc Mỹ trong những tháng qua bao gồm những lời hùng biện về chiến tranh lạnh sự lũng củng và cái có thể được gọi là NATO hóa Ukraine trên thực tế việc NATO hóa có nghĩa là việc trang bị vũ khí cho đất nước bắt đầu từ Trump và tiếp tục bởi Biden đồng thời xây dựng cơ sở hạ tầng với khả năng sử dụng quân sự cùng với các cuộc tập trận khiêu khích phương tây của các lực lượng vũ trang mỹ và anh về vấn đề này việc xây dựng phong trào hòa bình phải được xem xét trong bối cảnh chiến đấu với hiểm họa phát xít nói cách khác điều cấp thiết là phải xây dựng một phong trào rộng rãi xung quanh các vấn đề then chốt hiện nay ngừng bắn rút quân và ấn định ngày thực hiện chấm dứt các biện pháp trừng phạt đưa liên hợp quốc vào. Những hành động này có thể tạo tiền đề cho các bước bổ sung trong tương lai để chung sống hòa bình, sắp xếp an ninh khu vực, bao gồm cả việc chấm dứt cung cấp vũ khí. Ở đây chúng ta nên cẩn thận để không thay thế các quan điểm chống chủ nghĩa đế quốc cho những gì các lực lượng rộng lớn hơn trong phong trào hòa bình có thể sẵn sàng tán thành. Tuyên bố của Ủy ban Quốc gia vào ngày 25 tháng 2 đã nêu rõ đảng cộng sản Mỹ kêu gọi người dân Hoa Kỳ yêu cầu chính quyền Biden thay đổi lộ trình ngay lập tức chiến tranh không bao giờ là giải pháp có thể chấp nhận được và phải bị từ chối bằng những điều kiện mạnh mẽ nhất do đó chúng tôi cũng kêu gọi Nga rút quân tất cả các biện pháp trừng phạt phải được chấm dứt và các biên giới được bảo đảm và tôn trọng các biện pháp trừng phạt trừng phạt và bán à, trong những tuần gần đây như cuộc họp của Ủy ban Quốc gia Cộng sản, Đảng Cộng sản Mỹ gần đây đã cảnh báo đã tràn vào chiến tranh mở, cuộc xâm lược Ukraine của Nga có nguy cơ gây hậu quả thảm khốc. Không còn nghi ngờ gì nữa, nỗ lực lâu nay của đế quốc Mỹ và NATO nhằm đưa Ukraine vào liên minh quân sự đã làm gia tăng căng thẳng. Trong giai đoạn gần đây, nỗ lực này cùng với việc cung cấp quân nhu kết hợp với luận điệu chiến tranh lạnh là bối cảnh cho cuộc khủng hoảng không thể có một nền hòa bình lâu dài trừ khi Ukraine vẫn nằm ngoài NATO. Giới cầm quyền Nga có những thiết kế quốc gia của riêng họ và chiến tranh bùng nổ sẽ chỉ khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Cuộc khủng hoảng hiện tại đã kéo dài từ rất lâu. Bối cảnh lịch sử trở lại thời điểm kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai, chiến tranh lạnh và sự hình thành của NATO. Tuy nhiên, vấn đề làm dấy lên xung đột ngày nay là sự hiện diện của các căn cứ, lực lượng quân sự và hệ thống tên lửa của NATO và Mỹ khiến biên giới phía Tây của Nga liên tục bị đe dọa. Trong khoảng hơn một thập kỷ qua, Lithuania, Ba Lan, Latvia, Romania và Estonia đã là nơi trú ngụ của những thành phần này. Duy trì một thế trận liên tục trong chiến tranh, điều này hoàn toàn vi phạm các thỏa thuận được thực hiện vào cuối chiến tranh lạnh rằng NATO sẽ không mở rộng về phía đông. Sự mở rộng của NATO hiện không chỉ bao gồm Ba Lan, Hungary và Cộng hòa Séc. Vào năm 2004, bảy quốc gia khác đã được thêm vào. NATO từng có 12 thành viên, bây giờ nó đã có 28 thành viên. Hơn nữa, Liên minh Quân sự NATO đang xem Bosnia và Herzegovina, Croatia và Ukraine là những thành viên có thể có trong tương lai. Một yếu tố khác cần được xem xét trong cuộc khủng hoảng. Hiện nay là số phận của 4 triệu người Nga đang sinh sống tại các khu vực Luhansk và Donetsk của Ukraine. Các thỏa thuận đạt được vào năm 2014 liên quan đến quyền tự trị của họ chưa bao giờ được chính phủ Ukraine phê chuẩn thực hiện. Các khu vực này phản đối đảo chính do Mỹ hậu thuẫn năm 2014 đã lật đổ tổng thống đắc cử của Ukraine Viktor Yanukovych. Đối với sự chống đối của họ vào năm 2014, những người ly khai đã bị tấn công và giết chết bởi tiểu đoàn Azov. Một đội quân sự của Tổ chức các chủ nghĩa dân tộc Ukraine, phe Bandera, OUNB, một bộ trang phục của Đức Quốc xã, một nguồn tin đưa ra con số thương vong là 14.000 người. Đây là bối cảnh mà chính quyền Biden và các phương tiện truyền thông của công ty không sẽ không nói đến. Một lần nữa, Mỹ phải thay đổi hướng đi đất nước chúng ta phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chính trị và xã hội nghiêm trọng mà ngọn lửa chiến tranh chỉ có thể làm trầm trọng thêm. Lời ca ngợi cuộc xâm lược là tuyệt vời của cựu Tổng thống Trump ngụ ý rằng Mỹ nên xâm lược Mexico, chúng tôi có thể sử dụng nó ở biên giới phía nam của chúng tôi. Đó là lực lượng hòa bình mạnh nhất mà tôi từng thấy là câu nói kinh hoàng của ông ấy. Các vấn đề nghiêm trọng về biến đổi khí hậu, thiếu chăm sóc sức khỏe, việc làm lương thấp và phân biệt chủng tộc Thể chế đang thách thức tầng lớp lao động của chúng ta không thể giải quyết được trong khi Mỹ chi hàng tỷ đô la mỗi năm để duy trì một lực lượng quân sự và vũ khí khổng lồ cũng như cho NATO. Hãy cân nhắc rằng có thể tìm thấy hàng tỷ đô la cho ngân sách quân sự, nhưng build back better được cho là quá tốn kém. Chúng tôi, những thành viên của Đảng Cộng sản Mỹ, dứt khoát tham gia với lực lượng hòa bình trên thế giới với yêu cầu không mở rộng NATO, không triển khai quân đội không chiến tranh với ukraine không chiến tranh với nga không có thời kỳ chiến tranh tương lai của hành tinh phụ thuộc vào nó và sau khi chúng ta đã nghe cái uh, những cái uh, hồ sơ mà tí lật lại uh, những tuyên bố của ủy ban quốc gia đảng cộng sản của mỹ uh, vào ngày 25 tháng 2 và ngày 3 tháng 3, thì mọi người cũng thấy là <laughs> đảng cộng sản mỹ tập trung về cái việc là thay đổi hướng đi của nước mỹ bởi vì uh, những cái gì mà chúng ta đã trải qua uh, trong những cái tháng ngày uh, uh, xung đột giữa nga và ukraine thì rõ ràng là thấy được cái vai trò của cái vai trò của mỹ là uh, mỹ chỉ kích <laughs> cho hai nước đánh nhau chứ mỹ không hề tham gia vào cái uh, uh, cuộc chiến và cái vấn đề nghiêm trọng về biến đổi khí hậu và thiếu chăm sóc sức khỏe nè việc làm lương thấp và phân biệt chủng tộc đang thách thức tầng lớp lao động của người mỹ À, nhưng trong khi không giải quyết được mà trong khi à, chính phủ Mỹ chi hàng tỷ đô la mỗi năm để duy trì một lực lượng quân sự và và vũ khí khổng lồ cũng như à, cung cấp cho NATO thì mọi người cũng thấy là à, một cái ngân sách quá tốn kém cho quân sự và quân đội à, đã làm cho à, bây giờ nước Mỹ muốn kiệt quệ ở những cái à, lĩnh vực khác. Nhưng mà chính phủ Mỹ không biết là họ có thấy được điều đó hay không nhưng mà họ không có chăm sóc luôn. Họ không chăm sóc luôn họ không chăm sóc dân họ không chăm sóc về cái vấn đề lương bổng họ không, họ rất là coi thường dân chúng cho nên là mình mình tự nhiên hôm nay mình có cái thời gian mình lật lại cái hồ sơ của đảng cộng sản mỹ mình mới biết là hiện tại họ cũng gặp khá là nhiều cái điều mà đúng theo cái kiểu là chuyện nhà không lo mà chuyện ngõ đã tỏ tường á cái kiểu là giống như là ông bà mình nói á. thì ngoài cái chuyện là kích cho hai nước đánh nhau thì bán được vũ khí mình không biết cái lợi nhuận đó thì về tay ai, nhưng mà chắc chắn những cái lợi nhuận đó là không có về tay người dân rồi. Mình thấy làm người dân Mỹ cũng rất là khổ đúng không cả nhà? Rồi, sau khi mà mình lật lại hồ sơ thì cả nhà cũng thấy là những cái tuyên bố và những cái tuyên ngôn của Đảng Cộng sản Mỹ có một số điểm rất là giống với lại quan điểm của chính phủ mình. Đó là chọn trung lập, không chọn phe, không chọn bên mà chỉ chọn chính nghĩa. À, riêng trên kênh của Tý thì Tý vẫn nghiêng về Nga nha. Tí ủng hộ người Nga bởi vì đây là cái cuộc xung đột cần thiết mà để người Nga đòi lại công bằng cho những 4 triệu dân nói tiếng Nga ở những cái vùng phía đông của nước Ukraine và những cái gì của người Nga thì phải trả lại cho người Nga và đã quá lâu chủ nghĩa dân tộc Ukraine ăn hiếp người dân ở khu này cho nên là cái việc mà đòi lại công bằng này là rất là cần thiết bởi vì nếu Nga không làm bây giờ thì... Nga sẽ không có cơ hội để tiếp tục làm khi uh, NATO nó lấn át khắp tất cả các uh, vùng chung quanh của nước Nga. Lúc đó muốn trở tay cũng không kịp. Và hồi xưa nay mình chỉ nghe là một đứa bị hai ba đứa đánh hội đồng. Nhưng mà nếu mà Nga không làm vào thời điểm này, thì mai mốt đất nước Nga một, một đứa sẽ bị cả hơn bốn mươi mấy đứa đánh hội đồng. Và trong đó có cả Mỹ nữa. Thì lúc đó mọi người sẽ thấy công lý nằm ở đâu cho nên cái việc người nga ra tay lúc này là <laughs> Tý hoàn toàn ủng hộ à, mọi người mọi người nhớ là cái bọn bao que cờ vàng nó hay nói câu này nè à, mình mà ủng hộ nga tức là mình đi ngược lại đường lối chính sách của đảng và nhà nước Việt Nam à, nhưng mà mà Tý cũng nói muốn nói rõ quan điểm của mình là à, cái bọn đó là bọn ngu bọn khùng bọn dốt đó. tại vì như thế này mỗi người dân chúng ta sống trên đất nước tự do đều có cái quan điểm riêng của mình À, nó không tổn hại tới đất nước thôi. Còn à, chính phủ và nhà nước mình vẫn là à, đưa ra cái quyết định quan trọng nhất để để lãnh đạo đất nước. Cho nên nếu mà xét về mặt à, gọi là pháp luật hay là giấy tờ hay là chính thức thì Tý luôn luôn tuân thủ tất cả những cái à, à, gì mang tính pháp luật. Nhưng mà về quan điểm thì trước mắt Tý vẫn ủng hộ người nga để à, lập lại chính nghĩa trên đất Ukraine. À, cho nên là lại một lần nữa Tý muốn nói là điều này không có đi ngược lại đường lối chính sách của đảng, à, mình vẫn theo dõi và người nga sai điểm nào thì mình sẽ phân tích ra điểm đó và hiện tại thì người nga không có sai điểm nào hết, người nga đang à, thực thi chính nghĩa, thực thi chính nghĩa theo tí là thực thi chính nghĩa để đòi lại công bằng cho người dân ở phía phía đông, thì à, à, mà cái chuyện này nó xảy ra từ năm 2014 lần và đã 14.000 người bị chết rồi, chứ một con số rất là lớn ha bị cái phe tiểu đoàn azov tấn công mà và giết chết à, cho nên là mỹ hậu thuẫn mỹ có rất nhiều hậu thuẫn ở nước ngoài và cái cuộc hậu thuẫn của mỹ ukraine là cái cuộc hậu thuẫn khá là lộ liễu ha và bị mọi người phát hiện luôn cho nên là cái vấn đề mà châu âu à, nát như tương là cũng do bàn tay của mỹ mà lập ra cho nên những cái người mà không hiểu là mình mình không hiểu là cái trí thức của những người mà ba que cờ vàng á tới điểm nào, tiến sĩ, luật sư hay bác sĩ hay cỡ nào nhưng mà khi mà nói chuyện về chính trị họ yếu chính trị vô cùng luôn họ không có cửa để mà mà tranh luận với những người việt trong nước những người việt trong nước những cái bác xe ôm những cái em bán vé số ngoài đường nó cũng biết cái chuyện ukraine đang có xung đột và người nga đang đòi lại chính nghĩa nó phát phổ cập đến như vậy chứ còn mấy bác ba que cờ vàng toàn là hùa theo một cái gì đó rồi quyên góp rồi biểu tình rồi đi kiếm ăn không à kiếm ăn như cần cền nó dựa trên những cái sắc thối của thế giới để mà kiếm ăn cái kiểu kiếm ăn này là chỉ có xảy ra đối với bố mỹ của của ba que cờ vàng thôi cho nên là đúng là cái kiểu hả là cha sao con vậy thì à, mình cũng xin cả, à, tý cũng xin chia sẻ cho cả nhà cái quan điểm của đảng cộng sản mỹ và một số cái quan điểm của mình à, một lần nữa về cái cuộc chiến xung đột của ukraine và nga thế thì à, tý cũng như à, bao nhiêu triệu người dân việt nam cũng mong muốn cuộc chiến này mau sớm chấm dứt để lập lại hòa bình À, cho người ukraine và cũng như cho người nga để à, mọi người còn lo lắng làm ăn nữa chứ còn đánh nhau hoài thì biết chừng nào à, mới à, phát triển được đất nước mặc dù nga đã cố gắng à, dọn dẹp sạch sẽ à, để chuẩn bị ngày tái thiết nhưng à, à, những cái thất bại hiện tại của ukraine cũng đủ cho thấy là à, người ukraine đang à, gây ra một cái tranh cãi nội tại trong đất nước của họ là nếu họ à, đầu hàng bây giờ thì họ chấp nhận họ thua cuộc thì đất nước ukraine được lập lại hòa bình nhưng mà làm như vậy thì có lẽ như là phương tây và mỹ không cho còn nếu mà họ cương thì lại bị chết chóc nhiều quá thì tý không hiểu là hiện tại giải pháp của họ ra sao nhưng mà rõ ràng là những cái tuyên bố và những cái ý kiến của đảng cộng sản mỹ là những cái tuyên bố rất là mang tính ôn hòa và một lần nữa là tý không thấy cái sự biểu tình chống lại cộng sản mỹ đối với men bao que à, nhưng mà lại chống lại đảng cộng sản việt nam <laughs> kiểu như lầy lội đã đảo chống riết bị lầy không có nhận thức được sát bên nó là có cả một cái đảng cộng sản ở bên mỹ lần cho nên là à, không hiểu là nó coi nó coi trọng đảng cộng sản việt nam hơn hay sao nhưng mà nó là quốc tịch mỹ thì nó phải chống lại đảng cộng sản mỹ mới đúng chứ quốc tịch mỹ mà chống lại đảng cộng sản việt nam là cớ gì khó hiểu thiệt Cảm ơn cả nhà đã nghe câu chuyện nước Mỹ của Tý Và mọi người thích cái video này thì cho Tý một like, share và bình luận bên dưới Và nhớ là đừng quên đăng ký kênh của Tý nha Cảm ơn cả nhà rất là nhiều Bye bye cả nhà Tạm biệt và hẹn cả nhà trong cái clip kế tiếp